Thưa quý vị và các bạn, kết nối để mở rộng giao thương, phát triển doanh nghiệp là nhu cầu hàng đầu và thiết yếu của các doanh nghiệp, trong đó có các hội viên của Hội Doanh nghiệp BNI Impact Hưng Yên và Hội Doanh nghiệp Đồng Hương Hưng Yên cùng phối hợp tổ chức nên sự kiện kết nối giao thương Hưng Yên hội tụ để làm cầu nối cho các hội viên được mở rộng việc xây dựng mạng lưới kinh doanh, gia tăng các mối quan hệ chất lượng, giao lưu học hỏi và cùng giúp đỡ nhau phát triển, qua đó đóng góp giá trị của mình vào việc xây dựng kinh tế của quê hương Hưng Yên. Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ người Hưng Yên và BNI Impact Hưng Yên là tổ chức được thành lập nhằm quy tụ toàn thể các doanh nhân trẻ, các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm đa ngành nghề dịch vụ sản xuất kinh doanh trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong đó, BNI Impact Hưng Yên thuộc BNI Việt Nam hiện đang có 76 hội viên đang sinh hoạt. Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, câu lạc bộ đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực cho hội viên cũng như các hoạt động an sinh xã hội. Tại buổi giao thương đã có những ý kiến đề xuất giải pháp thúc đẩy phong trào doanh nhân trẻ phát triển chất lượng tạo nguồn lực. Hưng Yên được đánh giá là mảnh đất quê hương thuận lợi để các doanh nghiệp trẻ phát triển trong thời gian sắp tới. Tham gia chương trình có 30 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm thuộc các ngành hàng như nông sản và thực phẩm chế biến, may mặc thời trang, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội ngoại thất. Các gian hàng bày khá đa dạng và phong phú với những mẫu mã đẹp mắt và thu hút nhiều khách hàng.